Những cái lưu ý gì đặc biệt trong quá trình mang thai mà mẹ bầu phải nhớ thì thứ nhất chính là không uống các loại chất kích thích. Cái này thì có ai biết rồi, thì cũng rất ít bà là bầu trong quá trình mang thai là uống rượu, uống cà phê đúng không ạ? Cà phê cực kỳ là ngang với cả rượu luôn, quá trình mang thai là phải hạn chế này. Thứ hai là chè, các loại chè và kể cả trà sữa. Thứ hai nhá, tăng giảm các loại gia vị. Các gia vị thì là gì? Các loại gia vị có cái khả năng kích thích, ví dụ như là ớt này, hạt tiêu này, giấm, tỏi là hạn chế. Vì ngoài là nó không tốt cho thai nhi ra, nó còn có cái nguy cơ dẫn đến là viêm loét dạ dày cho mẹ bầu rất nhiều. Tại vì quá trình mang thai là bà bầu khi mà thai bắt đầu lớn lên thì nó sẽ chèn ép lên dạ dày. Đó, đặc biệt là những bà mẹ mà sinh đôi thì nguy cơ viêm loét dạ dày rất là cao. Thế nên là mẹ mà còn ăn cay nữa thì đến lúc mà nó đau thì không chịu nổi đâu. Tiếp theo này, ăn nhạt. Ăn nhạt nhá. Ăn nhạt ở đây không phải chỉ là giảm muối không, mà cũng phải xem lại là như mình vừa nói là hạn chế quá ăn quá nhiều các cái loại hải sản biển hay là rong biển quá nhiều. Vì khi mà ăn mặn ý, thì sẽ bị sao? Nguy cơ phù rất là cao. Từ 6 tháng trở ra đã bắt đầu là phù rồi, xong kể là cả các vấn đề là biến chứng khi sinh, băng huyết các thứ là rất cao. Nên là ăn nhạt thôi nhá. Thừa iốt là cũng ảnh hưởng đến thai nhi rất là nhiều. Tiếp này, tuyệt đối không tự ý được sử dụng kháng sinh, mà phải uống kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Tốt nhất là trong quá trình mang bầu là tất cả các loại thuốc, rồi chúng ta đều nên có ý kiến của bác sĩ. Các loại thuốc như là thuốc hạ sốt hay thuốc kháng sinh.